Mau. Không được. Tại sao? Vì ta đã yêu một người rồi. Thật vậy ư? Đúng vậy. Tôi đã yêu một người rồi. Ôi, tôi không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Tôi sẽ ra đi. Tôi sẽ đi thật xa. Khoan, em không được đi. Cần gì nuối tiếc? Tại vì em yêu em. Sao anh nói anh yêu người khác rồi? Đúng, người đó chính là em. Thật á? Đúng vậy. Mèo, em yêu anh. Không được. Tại sao? Vì ta đã yêu một người rồi. Ta đi yêu một người rồi. Mèo, em yêu anh. Không được. Tại sao? Vì ta đi yêu một người rồi. Liệu có phải tên gà tây kia không? Gà nào? Tên gà tây nãy giờ theo dõi chúng ta đó. Ồ, đúng rồi. Đó chính là gạt tay. Ta sẽ quyết tử với mi. Dừng tay. Ta sẽ giành lại chàng. Chuyện này không cần thiết. Tại vì người ta yêu chính là em. Thật sao? Đúng vậy. Mèo, em yêu anh. Không được.